Xin chào các bạn đã đón xem cái video này, và hôm nay mình sẽ chia sẻ hết tất cả những cái kiến thức thi ra hình của lái xe bằng C. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ hết tất cả các bạn các bí kíp, kiến thức mẹo để thi phần lái xe bằng hạng C. Mình vừa mới thi xong thì cái kiến thức này nó còn đọng vào trong mình, thì mình sẽ nói hết cho các bạn. Thì các bạn xem video này xong các bạn sẽ có toàn bộ kiến thức, các bạn cứ học hết, nhớ hết tất cả cái kiến thức mình chia sẻ trong video clip này, thì các bạn sẽ hoàn toàn vượt qua cái bài thi của mình, nhớ và các bạn không được quên nhá. Thì nó cũng dễ thôi, quan trọng là tùy vào năng khiếu mỗi người. Đối với mình ấy, thì là mình thấy là có một số người họ chỉ tập 4 đến 8 vòng họ đã thi đỗ rồi, có một số người thì như mình thì tập đến hơn 20 vòng, có những người khác thì họ tập 50 vòng họ mới thi đỗ được, có những người thi một phát đã đỗ ngay, có những người thi đến 3 lần, 2 lần mới đỗ như mình. Mình thì thi đến 2 lần mới đỗ, thì thi trượt một lần xong thì cảm giác nó rất là sợ hãi các bạn ạ, lo lắng, nhưng mà phải cố gắng thôi. Cái này nó chỉ là bạn giúp bạn thôi, không có ai giúp được bạn ở trong cái lúc này cả. Bạn thi đỗ nó là chính bạn, bạn phải kiên cường để vượt qua nó. Thì cái video này mong rằng nó sẽ giúp đỡ cho các bạn để có thể thi đỗ cái bằng lái C của các bạn nhé. Các bạn cố gắng lắng nghe hết mọi kiến thức mà mình sẽ chia sẻ trong video này, không giấu giếm một cái gì, không giấu giếm bất cứ một thứ gì đâu. Thì thứ nhất là mình sẽ nói về cái phần thi trượt trực tiếp, thi mà chẳng may bị trượt trực tiếp đấy, thì trượt trực tiếp qua những lỗi sau này. Các bạn nhớ này, nó cho chúng ta 20 phút, cho chúng ta 20 phút nhé. Nếu các bạn thi quá 20 phút là trượt trực tiếp, thì thường là không ai bao giờ thi quá 20 phút cả, lái chậm đến mấy cũng chỉ 15 đến 18 phút là xong rồi. Đấy, thì cái lỗi 20 phút là thường như là không xảy ra. Lỗi thứ hai là khi các bạn nhận một bài, khi cái xe của bạn nó vào tinh, nó nhận một bài, đấy, thì các bạn chỉ có 2 phút ở bài lùi thôi, còn tất cả các bài, đa phần tất cả các bài là chỉ có 30 giây để xử lý một bài. Thì các bạn đã nhận bài rồi thì chỉ có 30 giây trong bài thôi, 30 giây các bạn không làm được các bạn sẽ trượt trực tiếp. Đặc biệt là dễ nhất là trượt ở cái nút đèn xanh đèn đỏ. Các bạn nhớ đèn xanh đèn đỏ là dễ bị tắc đường ấy. Khi mà trường thi các bạn có quá nhiều người thi, các bạn phải cố gắng nhường người khác đi trước, rẽ phải, rẽ trái rẽ phải đó, các bạn cứ nhường đi để các bạn chưa được nhận bài. Nếu bạn chưa nhận bài thì các bạn còn có 2 phút, các bạn nhận bài rồi chỉ còn 30 giây rồi, chẳng may tắc đường 30 giây ở ngã tư, ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ đó, thì các bạn trượt trực tiếp thì nó lỗi đó trượt rất là oan nhá. Thì đấy là tiếp theo là các bạn sợ nhất, và mình thấy ai cũng sợ cái đề này, đó là đề 3 lên dốc. Mình thì không sợ cái đề 3 lên dốc lắm, đó gọi là đề dừng xe và khởi hành ngang dốc ấy. Thì mình thấy rằng là mình này tập cái bài đấy rất là dễ. Thì các bạn nhớ này, bài đó sẽ trượt trực tiếp nếu như các bạn vượt qua vạch mới đỗ xe, tức là đỗ xe quá vạch sẽ trượt trực tiếp luôn. Thứ hai là chết máy 2 lần trên dốc. Thường là chết máy 1 lần ấy, có thể sẽ trượt ngay, bởi vì là nó chỉ có 30 giây để cho các bạn xử lý thôi. Nhưng mà các bạn chết máy rồi mà cứ lúng túng không xử lý nhanh ấy, thì rất dễ là trượt ngay ở đó, bởi vì là chết máy ngang dốc. Thường thì bạn nào xử lý nhanh ấy, thì 30 giây có thể vượt qua, thì nên thì thường là chết máy 1 lần ngang dốc vẫn bị trừ 5 điểm thôi. Chết máy 2 lần trên dốc chắc chắn sẽ trượt, bởi vì là chỉ có 30 giây để không là xử lý nhanh là như thế. Nên là lên ngang dốc không được chết máy, cố gắng không được chết máy, và có chết máy đề ngay lập tức để vượt qua ngay nhá. Các bạn nhớ như vậy. Tiếp theo là lên dốc không được để xe tụt lùi. Tụt lùi các bạn sẽ trượt ngay nhá. Tụt lùi 30 phân thôi. Nếu các bạn đỗ sâu thì nó còn được 50 phân nhá. Tụt lùi được 50 phân không nhá, chỉ được 30 phân là các bạn trượt luôn. Các bạn nhớ, lên dốc không được tụt này, lên dốc không được đỗ quá vạch này, lên dốc không được chết máy. Của đề 3 lên dốc mà thường là các bạn sẽ sợ cái bài này nhất, vì bài này thường là khó, và đặc biệt đối với các bạn B2 bằng C thì lên dốc nó dễ hơn. Tiếp theo là bài trượt trực tiếp mình thi lần đầu tiên mình trượt, đó là bài trượt trực tiếp của cái bài đường hẹp vuông góc. Thì thật ra đầu tiên thì mình không biết nên mình mới trượt, nhưng về sau mình biết rồi, đó là cái bài đường hẹp vuông góc đấy là hai bánh nén vạch và đường hẹp thì các bạn sẽ trượt nhá. Hai bánh nén vạch đường hẹp các bạn sẽ trượt nữa. Đáng nghĩa là hai bánh nén vạch thì có nghĩa là 2 lần nén vạch đúng không, thì các bạn chỉ bị trừ 10 điểm thôi. Nhưng mà ở cái bài này nó sẽ trượt luôn, đó là bài đường hẹp vuông góc sẽ trượt luôn, không bao giờ trừ 10 điểm nếu như bạn nén cả hai bánh. Và thường là các bạn chỉ cần nén bánh trước là các bạn đã trượt rồi. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn nén bánh trước thì chắc chắn các bạn sẽ nén bánh sau. Các bạn đã bánh trước các bạn đã chạm vạch thì chắc chắn bánh sau của bạn sẽ chạm vạch. Cho nên là các bạn nhớ, dù sao đi nữa các bạn không bao giờ đi qua đường hẹp vuông góc
đi qua đường hẹp đó, các bạn không bao giờ được nén bánh trước nhá, bánh trước không bao giờ được được giẫm vạch nhá, không được giẫm, thì bánh sau có giẫm thì nó chỉ trừ 5 điểm thôi, các bạn vẫn thoát được bài đó. Đó là các bài trừ trực tiếp của bài đường hẹp vuông góc. Đầu tiên thì mình bị trượt, đó là mình cứ nghĩ là bánh sau cũng trượt luôn, nhưng mà thực chất không phải, bánh sau nó chỉ trừ 5 điểm thôi. Đấy, bánh sau nó không hề trượt. Đầu tiên mình cứ sợ là bánh sau sẽ trừ, bánh sau sẽ bị trượt luôn, thế là mình cứ đánh lái loạn lên để căn lên bánh sau, nhưng thực ra mình đã lệch bánh trước thì bánh sau không bao giờ nó căn được. Cho nên là các bạn đã đi vào đường vuông góc, các bạn đã đi đường hẹp cứ thẳng lái mà đi, cứ thẳng lái mà đi, chỉ cần bánh trước qua các bạn có trừ 5 điểm cũng không sao cả nhá, bánh sau kệ nó. Đấy, còn nếu mà nắn đẹp được, làm đẹp được thì các bạn ăn trọn số điểm ở đó, không bị trừ. Đó, thì các bạn nhớ như vậy. Đó là bài đường hẹp vuông góc, hai bánh nén vạch mới trừ, mới trừ trực tiếp, còn không là chỉ trừ 5 điểm thôi. Rồi, đó là tất cả những các bài có thể khiến các bạn trừ trực tiếp được. Đấy, còn các bài khác thì nó chỉ trừ điểm của các bạn thôi. Các bạn cứ trừ dưới 80 điểm, còn dưới 80 điểm thì các bạn trượt. Mình thi thì chỉ còn 85 điểm thôi, bởi vì mình nén vạch hai lần và chết máy một lần. Lúc đấy là tí tâm lý quá, mình lùi nén vạch là lùi chết máy. Không sao cả, 85 điểm cũng là đỗ rồi, thì mình cũng mong các bạn sẽ đỗ để cho tâm lý nó được thoải mái, được giải phóng ấy. Quan trọng như thế các bạn ạ. Thì tiếp theo này, bài thi thứ nhất là các bạn sẽ xuất phát đúng không? Các bạn nhớ taxi nhân trái, xuất phát xong các bạn taxi nhân trái. Tiếp theo là các bạn đỗ cho người đi bộ, đỗ cho người đi bộ này. Đến bài ngang dốc thì mình đã nói rồi, qua ngang dốc các bạn sẽ gặp một cái ú òa. Nếu không gặp ú òa ở đây thì các bạn đi tiếp đến bài đường hẹp vuông góc, gọi là đường đinh ấy. Các bạn đi đến đường hẹp vuông góc, qua đường hẹp vuông góc các bạn sẽ đến phần đèn xanh đèn đỏ. Đèn xanh đèn đỏ lúc này các bạn là đèn xanh đèn đỏ đi thẳng, các bạn không phải xi nhan. Đi thẳng xong các bạn đi vào đường vòng quanh co. Đường vòng quanh co thì các bạn nhớ này, nếu như có xe đi đằng trước bạn, nếu như có xe đi đằng trước bạn nhé, các bạn để cái xe đó đi hết bài các bạn mới được bắt đầu bài của mình. Nếu như các bạn đi vào và cái xe đó chưa hết bài, cái xe đằng trước bạn nó cũng thi và nó chưa đi hết bài của nó, và các bạn đi ngay sau nó, thì nếu như chẳng may nó chết máy thì các bạn bị dở, là các bạn bị chờ nó, mà các bạn bị chờ nó đấy là các bạn bị dở nhá, các bạn mất thời gian vì các bạn sẽ ít lại thời gian, nó chỉ có 30 giây thôi. Nên thứ hai là nếu như cái bài đó là cái bài đường vòng quanh co này, nó nhiều khi nó bị nén vạch, cái thằng đằng trước bạn bị nén vạch mà bạn đi ngay sau đít nó nén vạch, bạn cũng sẽ bị trừ điểm, bởi vì là hai thằng chung một bài, các bạn nhớ hai người chung một bài thì là nó bị trừ điểm, bạn cũng bị trừ điểm, cho nên các bạn phải để nó thoát khỏi bài của nó đi. Các bạn chưa nhận bài thì các bạn còn có 2 phút, nhận bài rồi thì còn 30 giây thôi, để tránh trường hợp là nó gây cho mình chết, để chết oan nhá. Mà tốt nhất là các bạn không nên đi theo sau xe khác, nếu có xe khác đến trước mình các bạn kệ nó, các bạn cứ đi chậm để cho nó đi trước. Tiếp theo là các bạn từ cái bài đón được cái bài đi thẳng này đến danh đỏ này rồi thì các bạn nhớ chú ý là đừng tắc đường nhá, đừng để tắc đường. Tiếp theo là bạn đi vào đường của bài lùi xe vào chuồng hay là ghép xe dọc vào chỗ đỗ. Đấy, thì các bạn ghép xe dọc vào chỗ đỗ này, các bạn nhớ thao tác đúng chuẩn, bởi vì cái bài này thường là các bạn lái non là mới biết lái đấy, thì là thường là chúng ta không có cái tư duy về bánh xe để tư duy xử lý ghép, tư duy thì lùi tiến và ghép dọc cách ngang, nên nó không có cái tư duy lắm, thì cho nên là các bạn đánh chuẩn, học như thế nào phải làm chuẩn y như thế, đừng để lệch bất cứ một tí gì thì nó sẽ không bị hoảng loạn, thì các bạn sẽ không bị trượt được đâu nhá. Mình bị sai đấy, cái bài vuông góc là mình hay bị rối tâm lý, ghép xe này mình bị rối tâm lý quá, cho nên là khi mình đánh nó hơi sai một tí cái mình hoảng ngay, cho mình mất 10 điểm ở đó. Đấy, nhưng mình khuyên các bạn là khi đi ra, và khi các bạn đi ra khỏi bài khi các bạn đi ra khỏi cái bài lùi chuồng này, các bạn có thể đi số 2 được rồi. Các bạn có thể đi số 2 được rồi nếu các bạn cảm thấy cái chân côn của các bạn tốt, còn không thì cứ đi số 1 từ đầu đúng không? Đến hết bài thi cũng được. Thì các bạn đi lúc này sẽ đến bài đường xe lửa. Đường xe lửa đấy các bạn cứ dừng bình thường, sát mép vạch đi qua. Sau đó là đến bài tăng tốc. Bài tăng tốc thì các bạn phải chuyển số 2, bắt buộc phải chuyển số 2 để các bạn lấy đà nhá. Lấy đà trước đó khoảng 3 đến 5 mét các bạn phải lấy được đà, rún ga nó gầm lên. Đấy, vào số 2 nhé, vào số 2 rún ga gầm lên. Sau đó là khi mà bánh xe nó lăn vào vạch rồi, nó qua vạch rồi thì nó sẽ báo nhận bài các bạn phải đảo số ngay. Đảo số thì lên số 3 và nhận số 3 các bạn đảo hết ga để tăng được tốc nhé. Thế cái số khi bạn cảm nhận được xe nó đi quá 30 km/h hoặc là nhìn vào cái số tốc độ đó, lên đến 30 km/h thì các bạn bắt đầu nhả ga. Các bạn nhả ga thì cái xe nó sẽ đi chậm lại, và sau đó thì các bạn
đảo số luôn ngay lúc này cũng được. Các bạn qua được nửa đường là các bạn có thể đảo sang số 2, hoặc là gần đến vạch hết bài đấy thì các bạn phải đảo về số 2 ngay lập tức. Rồi các bạn nhớ là trước khi qua vạch 20 đấy, trước khi có cái vạch hết bài nó có cái biển 20 km/h đấy, các bạn phải giảm được tốc độ dưới 20 km/h để cái xe nó không bị trừ điểm quá tốc độ nhá. Còn nếu các bạn bị trừ điểm quá tốc độ đấy, các bạn chỉ bị trừ một điểm thôi, chỉ bị trừ một điểm thôi, không đáng sợ nhá. Thế nhưng mà ví dụ các bạn đến đấy mà các bạn lại còn 85 điểm mà bị trừ một điểm thì chỉ còn 84 thôi, không đáng sợ lắm nhá. Nhưng mà nếu mà trượt một bài nữa mà trừ 5 điểm là các bạn chỉ còn 79 là nguy hiểm đấy nhá. Thì cho nên là các bạn phải giữ được điểm còn 100 cho đến cái bài tăng tốc nhá. Giữ được còn 100 điểm cái bài tăng tốc thì là tốt nhất, còn không thì cái bài tăng tốc các bạn phải thật nắn nót. Mình sau bài lùi là mình chỉ còn 85 điểm thôi, 85 điểm đó mình đến bài tăng tốc mình rất là sợ, mình sợ cái bài tăng tốc không làm được, cho nên mình đã rất là nắn nót cái bài tăng tốc và mình đã phanh kít lại và đảo số 2 trước khi nó hết bài, cho nên là mình đã qua được cái bài tăng tốc rất là tuyệt vời. Mới lại phải phụ thuộc cái xe đó nó có tốt không, cái ga nó có nhanh không thì nó các bạn mới đạt được cái tốc độ tối đa tôi cho phép được, tối thiểu cho phép được. Sau cái bài đó các bạn có thể gặp bài ú hòa. Nếu như các bạn chưa gặp bài ú hòa sau khi kết thúc bài lùi nó sẽ có một cái bài ú hòa trước khi các bạn ra đến được xe nữa sẽ có một bài ú hòa, nhưng mà nếu bạn không gặp ở đó thì các bạn sẽ có một bài ú hòa ở đây, đó là kết thúc bài tăng tốc sẽ có một bài ú hòa, bài cảnh báo nguy hiểm đấy. Thì các bạn nhớ chú ý cái đèn báo nguy hiểm xem nó có nháy không. Thì sau đó là các bạn xong được cái bài ú hòa rồi thì nó sẽ còn hai cái đèn sinh nhan rẽ phải và hai cái đèn rẽ phải đó là một cái đèn rẽ phải qua ngã tư đèn xanh đỏ và cái bài và cuối cùng là rẽ phải về đích nhá, các bạn về đích thì hai cái đó nó chỉ trừ 5 điểm thôi. Vượt đèn xanh đỏ các bạn bị trừ 10 điểm, vượt đèn đỏ các bạn bị trừ 10 điểm, còn chỉ có 5 vượt đèn đỏ mà trừ 10 điểm, còn các bạn quên sinh nhan là 5 điểm, các bạn nhớ nhá. Thì đó là tất cả những cái gì mà trong cái phần lái xe xa hình mà mình nhớ được thì mình gần như là mình đã học hết, không có cái gì cả. Các bạn cứ nhớ tất cả cái mình chia sẻ cái video này, các bạn nhớ tất cả đó là cái kiến thức các bạn cần phải có. Thì các bạn quên các bạn xem lại video này nhá, các bạn nhớ những cái bài trực tiếp, nhớ những cái bài là có thể khiến các bạn chơi trực tiếp, nên những bài nó cực kỳ nguy hiểm là các bạn phải cố gắng giữ. Vì chơi trực tiếp là rất là đau đớn lắm, mình bị chơi trực tiếp nó cũng là một cái không may thôi, nhưng mà nghĩ rất là buồn các bạn. Nhắc các bạn trong cái video này thì đó là tất cả các bạn bắt đầu từ tháng 5 2020 các bạn thi lái xe đấy, các bạn sẽ thêm một cái môn nữa đó là lái xe bằng thiết bị thực tế ảo. Thì mình thì không phải thi bằng cái phần này, nhưng mà các bạn sắp tới sẽ được đào tạo qua phần này thì cái học phí đi học của các bạn sẽ tăng lên, học phí đóng tiền học của các bạn sẽ tăng lên. Tiếp theo là các bạn sẽ tăng thêm 650 câu hỏi, nhưng thực ra thì cái phần lý thuyết nó không đáng sợ như các bạn nghĩ đâu. Quan trọng là các bạn có đủ chăm chỉ để học hay không thôi. Luật sắp tới thì dẫu sao thì cái phần xa hình nó không thay đổi và cái cấu trúc của luật nó cũng không thay đổi quá nhiều đâu, thì nó chỉ có thêm cái phần thực thi ảo thôi. Chắc là nó cũng dễ thôi, chứ nó không phải đánh đố con người ta được, đánh đố thì làm sao mà các bạn có thể thi được, đúng không? Thì thực ra thì mình làm cái video này thì các bạn thi cái xa hình là cái phần khó nhất trong cái bài thi rồi, trong cái phần thi lái xe thì đúng xa hình là khó nhất rồi. Nếu các bạn học bằng C thì nó dễ hơn bằng B rất nhiều, vì bằng B nó còn bài ghép ngang và khi đỗ ngang dốc nó còn kéo phanh tay cơ, kéo phanh tay. Nhưng mà thực ra thì bằng C nữa, cho nên là cái bằng C thì nó dễ hơn thì các bạn nên chọn học bằng C để thi tốt hơn. Còn các bạn còn là con gái đấy, các bạn nhìn cái xe to quá các bạn sợ thì các bạn cứ học bằng B không sao cả nhá. Thì đó là cái điều tốt, và mình khuyên là các bạn đấy mà chưa có bằng xe máy đấy thì các bạn nên học bằng ô tô luôn. Thì các bạn khi các bạn đi thi xe máy đấy, các bạn được giảm một nửa tiền, vì các bạn không phải thi lý thuyết của phần xe máy nữa, các bạn chỉ thi thực hành thôi, thì các bạn giảm được nửa tiền và nhẹ nhàng đấy. Thì đó là cái mà mình khuyên các bạn. Các bạn cảm thấy là ôi mình biết bao giờ mình không thích lái ô tô, hay là mình biết bao giờ mới lái ô tô, thì các bạn cứ học xe máy trước không ra cả nhé. Thì đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ các bạn. Thì có cái gì mình chưa nhớ ra hoặc là như thế nào đó thì các bạn có thể comment ngay dưới cái video này nhé, thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ cái kiến thức về cái phần lái xe, thì lái xe giúp các bạn có thể vượt qua được. Các bạn đừng lo lắng, đừng sợ hãi gì quá nhé.
Còn còn mình còn nói một cách nữa là các bạn xem hết video này các bạn sẽ nhận được, đó là nếu như các bạn đi nhầm đường, các bạn có thể lùi lại, lùi xe lại để vào đúng đường của mình nhé. Các bạn đi, ví dụ các bạn đi thi bằng C nhưng các bạn vượt qua sang bài D hoặc là đến bài B, các bạn đã đi vào rồi, các bạn nhìn thấy biển báo ô thi lái xe hạng B, các bạn phải lùi ngay vào nhầm đường, các bạn lùi lại được nhá. Các bạn có 20 phút thoải mái các bạn có thể lùi lại được, nó chưa nhận bài các bạn có thể lùi lại được rồi nhá, các bạn lùi lại được. Hoặc là khi các bạn đi vào đường quanh co hay là đường vuông góc hay là bất cứ một cái chỗ nào mà các bạn cảm thấy là cái bánh xe của mình nó đang bị lệch, bánh xe của mình nó chưa được thẳng lái, hay nó chưa được theo ý muốn của mình, hay nó đang chuẩn bị lén vào vạch, hay nó đang chuẩn bị đâm vào bờ, hay là đang chuẩn bị có cái sai hướng nào đó, các bạn vẫn có thể lùi được, vẫn có thể lùi được. Cái bài đó nó cho bạn 30 giây hay là 2 phút thì bạn cứ xoay sở trong khoảng thời gian đó làm sao phải ra được, cứ lùi được chứ đừng chấp nhận nén vạch hay chấp nhận bị trừ 5 điểm nhé. Và tiếp theo là các bạn phải trước khi các bạn lên xe thi các bạn phải thử cái côn ga, côn phanh, côn vào ga và côn vào phanh, các bạn phải thử lúc nào là côn nhận mới ga, lúc nào là côn nhận mới phanh, nó ăn sâu ăn lông hay là nó như thế nào thì nó các bạn phải thử trước, bởi vì có thể là cái xe các bạn thi nó không giống như cái xe các bạn tập thì nó sẽ bị khác nhau về cái lượng sức, cái lượng lực mà các bạn tác động vào cái côn ga côn phanh. Thế khi các bạn có cái thói quen đó thì sau này các bạn đi ra lái xe của người khác hay lái xe kinh doanh, cả lái xe dịch vụ thì các bạn cũng có một cái thói quen để thử côn ga côn phanh trước nhá, các bạn nhớ như vậy. Thì đó là tất cả những gì mình chia sẻ với các bạn, và nhớ thắt dây an toàn trước khi thi nhá. Nếu như cái xe nào mà nó bị hỏng cái nẫy dây an toàn này, các bạn cứ kéo dây an toàn, bạn móc tạm vào cái phần phanh tay nhá, móc cứ khóa qua cái phần của cái phanh tay đấy, thì các bạn nó có cái dây bảo hiểm đấy, nó không bị trừ bạn 5 điểm nhá. Thì đó là tất cả những gì mình chia sẻ với các bạn. Thì rồi mình sẽ kết thúc video đấy đây, mình sợ nó dài quá. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo. Mình sẽ review các cái bằng và cái kiến thức để các bạn có thể học được cái phần lý thuyết một cách dễ nhất. Chúc các bạn thi lái xe thành công. Bye.